Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Cà phê Cây Đào buổi sáng. Và chúng tôi rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay là thứ ba ngày 10 tháng 3 và là một ngày rất đặc biệt. Hay quá. Chúng tôi muốn chúc mừng sinh nhật cô bạn trợ lý của tôi. Cô ta đã làm trợ lý cho tôi trong 25 năm qua. Và cô ta là Elizabeth Van Der Bas. Tôi cho rằng chúng ta phải nên học vài khoa học hát thôi mọi người ơi. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần cho ngày sinh nhật của Elizabeth. Và nhân tiện đây, chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tốt từ bạn bè của chúng tôi, Sony and Edmund. Họ nói rằng họ đã xem chương trình Cà phê Cây Đào mỗi buổi sáng trước khi họ đi làm. Họ đến từ Thẩm Quyến. Vâng, họ đến từ Thẩm Quyến Trung Quốc. Và cả hai người họ đều là những nhà doanh nghiệp lớn. Và họ nói rằng chương trình buổi sáng nhỏ này đã giúp họ thiết lập cả ngày. Và họ có một ngày tốt đẹp hơn sau khi xem chương trình. Vì vậy, nếu các bạn có bạn bè, vui lòng giới thiệu cho họ xem chương trình của chúng tôi. Một khi bạn xem, bạn sẽ bị nghiện đấy nhé. Và bạn sẽ tiếp tục xem và rồi bạn sẽ đặt nhiều câu hỏi. Không, chúng tôi cần thêm nhiều câu hỏi. Vâng, chúng tôi sắp hết câu hỏi rồi. Yeah, thôi nào. Vì vậy, các bạn trên khắp thế giới ơi, hãy vui lòng gửi cho chúng tôi những câu hỏi của bạn nhé. Bất kỳ câu hỏi nào mà bạn muốn gửi, hãy đến seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Ok? Ok. Hôm nay chúng tôi có một câu hỏi rất thú vị của Isabel từ nước Đức. Từ Berlin, tôi nghĩ vậy. Hãy cùng tìm hiểu nó xem đi nào. Xin chào, tôi tên là Isabella Baron và tôi sống ở Berlin. Tôi muốn biết đâu là chìa khóa cho mấy ngày hạnh phúc lâu dài và làm thế nào để vượt qua mọi tình huống một cách thành công. Ví dụ như khi tôi cảm thấy khó chịu với người bạn đời của tôi hoặc khi anh ấy khó chịu vì những điều tôi nói hoặc làm. Và rồi sau đó chúng tôi đã trở nên có một khoảng cách với nhau. Vì vậy, cảm ơn rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi. Chào tạm biệt. Ok. Nhân tiện, tôi quên giới thiệu với bạn một chút nếu bạn là người đầu tiên xem video này. Và đây là thầy Geshe Michael. Xin chào, thầy là người sở hữu quán cà phê này. Một quán cà phê tuyệt vời đấy. Một quán cà phê tuyệt vời ở Arizona. Chúng tôi gọi là cà phê Cây Đào. Và Edison Chu đến từ Thẩm Quyến Trung Quốc. Và tôi là Stanley Chen. Chúng ta hãy bắt đầu thảo luận về câu hỏi này nhé. Isabel đến từ Berlin hỏi rằng đâu là chìa khóa trong mối quan hệ lâu dài bởi việc giữ gìn người bạn đời của bạn. Và tiếp đến điều thứ hai là bạn biết đấy, đôi khi mọi người đã ở cùng nhau hoặc cảm thấy khó chịu với nhau. Vì vậy, đó có phải là một mối quan hệ hạnh phúc lâu dài không? Các bạn nghĩ sao? Chà, có vẻ như cô ta muốn nói về hai bước. Bước thứ nhất là họ bắt đầu có một sự chống đối lẫn nhau. Và thứ hai là anh ấy bắt đầu mất cách nói. Và anh ấy đã bắt đầu xa lánh. Có lẽ như là anh ấy sẽ nói hôm nay tôi cần chút không gian. Và rồi anh ấy dường như có vẻ xa dần. Có thể là anh ta đang tự kiểm soát mình khỏi việc anh ấy phải nói. Anh ấy đang cảm thấy càng tệ hơn. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy tổn thương và anh ta vẫn bị mất kết nối. Tôi nghe được hai câu hỏi như vậy đấy. Vì vậy tôi không biết nữa. Tôi, bạn biết đấy, chúng ta tất cả đều trong các mối quan hệ. Mẹ biết đấy, ý tôi là mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi vừa kỷ niệm năm thứ năm. Vâng, không như các bạn, chỉ mới 50 tuần gì đó đâu thôi đâu. Nhưng mà bạn biết đấy, khi bạn đến với nhau, vấn đề sẽ đến. Khi bạn ở với ai đó, nếu bạn không có vấn đề với chính mình, khi ở nhà một mình, chắc chắn bạn có thể gặp rắc rối với một người khác đấy nhé. Ví dụ bạn ở với họ trong một căn nhà chẳng hạn. Đối với tôi, ngôi nhà giống như một tấm gương của chính tôi. Nó đến từ tôi. Nhưng nó có thực sự đúng không? Tôi nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này vào một ngày khác. Nếu bạn nhận thức được rằng những gì bạn nhìn thấy đều đến từ bạn và cách mà người bạn đời của bạn nói chuyện với bạn nó cũng đến từ bạn, rồi thì tôi cũng không biết. Điều đó có nghĩa là cũng kết đấy, phải không nào? Phải, như là để kiểm soát cơn giận của bạn, bạn phải kiểm soát tầng sâu ẩn của bạn. Vâng, bạn có đồng ý không? Shopping, vâng. Tấm gương của bạn, người bạn đời của bạn, tấm gương của bạn. Nhưng nó có giúp gì không? Ý tôi là thật khó để nhớ, tôi không biết nữa. Liệu nó có thật sự giúp ích không? Tôi không biết. Bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng cần nhớ, nếu chúng ta có thể nhớ rằng chồng hoặc vợ, người bạn đồng hành là tấm gương của bạn, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích đấy. Nhưng phần khó khăn
là phải nhớ điều này. Để nhớ rằng người bạn đời là tấm gương của bạn, tôi nghĩ bạn nên mua cây bút và hãy dán nó lên chồng của bạn, dán nó lên mặt anh ấy đấy. Và rồi bạn sẽ nhớ chúng, hoặc đôi khi bạn sẽ quên nó đi và bạn sẽ đánh anh ta bằng cây bút này. Vân vân. Vì vậy, nói về nói quan hệ, tất cả chúng ta đều biết có thể đó là một điều rất mạnh mẽ. Mọi người biết đấy, tôi đã từng nghe thầy nói, Yoshimaiko từng cho lời khuyên mọi người về việc có nên có bạn đời hay không, đúng không thầy? Chờ đã, tôi không hề ngăn cản các khách hàng. Vậy phải không thầy? Một nhà triết học Hy Lạp cổ đại nói rằng, có người hỏi tôi có nên kết hôn không và anh ta đã không có một cuộc hôn nhân nào. Anh ta nói vâng, các bạn nên kết hôn. Và hỏi họ tại sao, anh ta nói hoặc là bạn sẽ rất hạnh phúc hoặc là bạn sẽ trở thành một triết gia. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người với những người bạn đồng hành, họ hiểu điều này. Nếu bạn có mối quan hệ tuyệt vời thì bạn có thể đạt được hạnh phúc không thể tin nổi. Nhưng nếu bạn đi về phía nam, khi đó bạn có thể bị điều ngược lại đấy nhé. Bạn sẽ gánh chịu nhiều nỗi đau. Như vậy, phần thứ hai trong câu hỏi của bạn là về tình trạng bị làm phát thấu da. Yeah. Vì vậy, bởi bạn cũng biết rằng những người mà đang ở trong một mối quan hệ lâu dài, những người mà đã kết hôn giống như tại Trung Quốc, vậy khi mọi người kết hôn theo văn hóa, thường thường họ không có hướng tới việc ly hôn bởi vì những đứa con của họ, bởi vì tương lai của họ. Nhưng họ có lẽ không có mối quan hệ hạnh phúc. Các bạn có bất kỳ suy nghĩ nào về việc có mối quan hệ dài lâu hay không? Vậy thì tôi có một ý kiến, và sau đó tôi cũng muốn nghe từ Sharpin nữa. Nhưng tôi nhớ đã hỏi thầy của tôi, tôi có một trở ngại trong việc nhớ về cây bút khi đó. Bạn biết đấy, làm cách nào tôi có thể nhớ cây bút khi tôi phải nhớ nó? Ông ấy đã nói rằng, đừng lo lắng, bạn không cần phải nhớ cây bút. Và tôi giống như, cái gì thế này? Và ông ấy đã nói, không có điều gì thuộc về phần tâm lý. Bạn cần phải ở đây, bạn không cần phải nhắc nhở chính bạn. Cuộc sống sẽ nhắc nhở bạn về cây bút. Bạn biết đấy, cuộc sống sẽ mang cho bạn nhiều trở ngại. Điều đó giống như Socrates, bạn biết đấy. Giống như nếu khi bạn có trở ngại trong mối quan hệ của bạn, khi đó bạn bắt đầu trở thành một nhà triết học. Bạn giống như là, cái gì đang gây ra điều này? Ngay cả cô ta đúng không nào? Cô ấy đã hỏi câu hỏi bởi vì cô ấy cũng đã trở thành triết học rồi đấy. Đó là một câu hỏi triết học. Yeah. Điều này đang xảy ra, bạn biết đấy. Cái gì gây ra điều này? Và tôi giống như bằng cách nào đó tôi nghĩ rằng bạn không thể thoát ra được câu trả lời là nó đến từ bạn đâu. Bằng cách nào đó nó sẽ giúp ích. Thầy có một ẩn dụ rất hay. Thầy đã nói có lần khi thầy nghe về câu chuyện gây bút, thầy đã từng rất gây gắt bởi vì thầy giống như mình đang bị tổn thương bởi trí tuệ này vậy. Trong tình trạng tốt. Và khi đó bằng một cách nào đó thầy đã nhớ. Bạn nghĩ gì nào, Chopin? Câu hỏi này nhắc nhở tôi về một nguyên lý rất quan trọng được nói tới tại những tác phẩm cổ điển châu Á. Nói rằng sự khởi đầu của khí trong chúng ta sẽ giết chết khí. Nó có nghĩa là hạt giống, đúng không? Hạt giống, yeah. Vì vậy, nó có nghĩa là sự bắt đầu của một mối quan hệ tự giết chết mối quan hệ đó. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bây giờ bạn đã có, dường như bạn đã có mối quan hệ. Vì vậy, điều đó nghĩa là chúng ta đã gieo trồng những hạt giống trước đây. Vì vậy, chúng ta có bạn đồng hành, chúng ta có mối quan hệ. Nhưng mỗi phút chúng ta trải qua người bạn đồng hành chúng ta, nó tiêu tốn rất nhiều hạt giống. Để có được bạn đồng hành, nó là một hạt giống rất đắt đỏ. Vì vậy, mỗi phút chúng ta trong một mối quan hệ, chúng ta sử dụng rất nhiều hạt giống tốt. 65 hạt giống mỗi giây. Vì vậy, trên thực tế, việc chúng ta đang có một mối quan hệ thì nó cũng chính là điều sẽ giết chết đi một mối quan hệ. Vì vậy nó rất tệ, nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng là điều tốt lúc này. Vấn đề là nỗi đau mà chúng ta e sợ sẽ nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta cần tiếp tục duy trì gieo trồng hạt giống, bằng cách này chúng ta có thể có được một mối quan hệ tốt đẹp. Thực tế khi tôi nghe bạn nói như vậy, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm. Bởi vì đôi khi mối quan hệ bị thất bại, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng đó là lỗi của chúng ta. Yeah, tôi là người tệ hại, tôi không xứng đáng hay là loại như thế. Nhưng nó không phải do chúng ta, nó chỉ vì hạt giống. Đã hết hạt giống. Vì vậy cũng có chút chán nản. Bởi vì từng phút bạn trải qua trong mối quan hệ tốt đẹp, chính là bạn đang giết chết mối quan hệ của bạn đó. À, tôi không biết nữa. Bạn biết đấy, nó là cách mà nó vận hành. Vì vậy, nếu bạn không biết điều gì đang diễn ra, thì chính xác là bạn sẽ nghĩ rằng bạn là một người tệ hại hoặc là họ là người xấu. Nên có những nỗi buồn chạy xuyên suốt cuộc đời bạn với suy nghĩ là những người khác thì có mối quan hệ hoàn hảo mà tôi biết.
nhưng chắc có điều gì đó sai sai với tôi ở đây. Bạn biết đó, tôi là một người xấu, hay đại loại như thế. Cho nên nếu bạn nhận ra rằng mối quan hệ đến từ hạt giống và giống như một cái cây, khi cái cây mọc lên, hạt giống sẽ chết và sau đó toàn bộ sự tập trung của bạn có thể chuyển sang việc gieo trồng hạt giống mới. Yeah, tôi hiểu. Và nếu bạn gieo trồng chúng cùng với những người bạn đồng hành của bạn, nhưng hãy tưởng tượng bạn là một dạng người chưa giờ nghe gì về hạt giống, thì sau đó nó chỉ là sự thất vọng và bạn suy nghĩ cả đời rằng tôi chẳng có được mối hệ tốt. Nhưng hạt giống bạn cần phải, bạn gọi việc tao từ ấy là gì? Vì vậy hạt giống nào chúng ta có thể gieo trồng hay cả hai cùng gieo trồng đều được cả. Để duy trì mối quan hệ, một hạt giống mà tôi có thể nghĩ tới và đó là những gì chúng ta đang nỗ lực để làm, và chúng tôi nghĩ rằng nó rất là mạnh mẽ nếu cặp đôi ấy cùng nhau chung tay làm điều gì đó để giúp một người nào đó. Chẳng hạn như bạn có thể cùng nhau đến viện dưỡng lão, thăm một bà lão và sau đó trao cho bà ấy sự bầu bạn, tình yêu thương cùng với nhau như là một cặp đôi vậy, thì tôi nghĩ nó sẽ rất mạnh mẽ và nó là hạt giống tuyệt vời để duy trì mối quan hệ được duy trì. Và nó cũng giúp hiểu được lý do vì sao chúng ta muốn có mối quan hệ ấy. Vâng, nghĩ về lý do tại sao, nó là về mục đích. Tôi nghĩ nó không phải chỉ là nghĩ về việc một cuộc tình yêu lãng mạn với nhau không thôi. Nếu như mục tiêu của mối quan hệ không chỉ là yêu nhau mà còn là cùng nhau, cả hai người có thể cùng nhau phục vụ nhiều người hơn, cùng yêu thương nhiều người hơn, tình yêu của bạn sẽ làm tăng khả năng giúp đỡ người khác phát triển. Bởi tôi nghĩ rằng với một mối quan hệ như thế, chúng ta có động lực như vậy, thì tôi nghĩ nó sẽ giúp chúng ta gieo trồng hạt giống mạnh mẽ để chúng ta duy trì mối quan hệ dài lâu và hạnh phúc hơn. Chúng nhắc tôi về một câu hỏi tôi muốn đích thân hỏi thầy Geshe Michael. Như là có phải trong một cuốn sách cổ nói rằng tại sao người ta lại muốn có một mối quan hệ không? Tại sao vậy? Tôi chỉ vừa nghĩ và tôi không phải là đang hoài nghi đâu. Ok, nhưng mà tôi yêu thích sách của Seiji Takahashi. Và chúng ta đã thực sự tham gia cùng anh ấy trong chương trình này rồi. Tôi vọng anh ấy sẽ lại đến. Và anh ấy đang dịch một cuốn sách cổ về Lochon. Nó có nghĩa là cố gắng phát triển tình yêu thương, cố gắng đấu tranh với sự ích kỷ. Và tôi thích cái ý tưởng đó. Nó là một chủ đề trong sách của anh ấy. Nó về một con công. Và con công đó là loài chim có lông dài đẹp với nhiều màu sắc. Và theo truyền thống cổ xưa thì chúng có màu sắc này là vì chúng ăn chất độc và chúng ăn các loại cây độc khác nhau. Và rồi nó làm cho chúng có nhiều màu sắc đẹp như vậy. Và rồi chủ đề chính ở đây là việc tấn công những vấn đề của bạn, không chạy trốn, không trốn tránh chúng. Cho nên bạn biết đấy, cam kết bản thân với một mối quan hệ và bạn sẽ học được nhiều thứ. Và bạn sẽ học được những thứ mà bạn không thể học được. Và nó không dễ đâu nhé. Nhưng tôi nghĩ con chim công này can đảm khi tìm kiếm những tình huống khó khăn, tìm kiếm những con người khó khăn và lao vào nó, thực hiện một cam kết. Vì vậy, theo ý kiến cá nhân của tôi là hãy cam kết, đừng sợ việc cam kết gì hết. Ok, hãy can đảm. Như là luật sư của tôi khi tôi kết hôn. Mới đây tôi đã đến luật sư. Ông ấy đã nói đừng cho cô ấy một nửa tài sản của bạn. Bạn biết đấy. Và làm một cái đính ước đặc biệt. Và tôi nói không, tôi muốn cam kết. Và anh ấy nói không, không, không. Nếu bạn đồng ý thì sao? Và tôi nói không, tôi muốn làm cái đính ước mà tôi không thể thay đổi suy nghĩ được. Những chuyện gì sẽ xảy ra nếu là bạn đồng ý thì sao? Và tôi nói, well rồi, nay nói, bạn thật điên rồi. Bạn biết không? Đừng cam kết kiểu như vậy. Và tôi nói, tôi thích cam kết và sau đó sẽ làm một con công và rồi đi làm. Tôi không thích tránh né mối quan hệ khó khăn này. Tôi muốn nhảy vào nó và sử dụng nó để trở thành người tốt hơn. Hay hay. Như là cột chặt bản thân tôi vào người này và rồi dùng nó để thực hành hệ thống hạt giống. Wow, chúng tôi nhận ra có rất nhiều người làm điều đó. Như chúng tôi biết nhiều người bạn tốt, những cặp đôi tuyệt vời như những giáo sư trong ngôi nhà design của chúng ta, John Brandy và Connie Oren. Vậy những người trước đó cũng đã tham gia chương trình này.
Và chúng tôi cũng nhận ra rằng khi người ta cam kết một mối quan hệ và thực hiện nó, họ là những chiến binh công, cả hai người đều trở thành những người tốt đẹp hơn và đẹp hơn nữa, và cả hai người có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Cho nên, đây là một câu hỏi tuyệt vời. Cảm ơn Elizabeth, và chúng ta nên gói gọn nó lại một chút. Vâng, tôi sẽ, chúng ta có thể tốn vài ngày nói về nó đấy. Vâng, có khi tốn cả năm, vâng. Nhưng mà ý tôi là hãy đưa ra lời đề nghị của tôi là hãy cam kết ở lại. Hãy cam kết ở lại với con người này và hãy can đảm. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ học nhiều hơn. Vì vậy, bạn sẽ thay đổi bằng việc bạn cam kết. Đừng sợ việc phải cam kết. Hãy cứ cam kết và sử dụng, nó sẽ ép bạn phải sử dụng hệ thống hạt giống. Còn đề nghị của bạn, tôi đầu tiên hết, tôi thực sự đồng ý với ý của thầy. Hãy cẩn thận. Việc cam kết là rất quan trọng và nó cần sự can đảm. Và thứ hai, có lẽ điều tôi muốn nói là một khi bạn cam kết, rồi sẽ có vấn đề, rồi sẽ có những khó khăn. Và thật tốt khi bạn nhớ về hai điều. Số 1, luôn nhớ về cây viết. Tôi nghĩ nó cho bạn hy vọng, bởi vì người bạn đời của bạn cũng giống như cây viết vậy, 100% đến từ việc bạn đã đối xử với người khác trong quá khứ như thế nào. Điều đó có nghĩa là bạn có thể thay đổi họ. Điều hay ho đây là khi bạn gieo trồng hạt giống này một cách đẹp đẽ, cái việc nói chuyện với họ bạn cũng không cần làm, bạn chỉ cần thay đổi hạt giống của bạn bằng việc thay đổi hành vi của bạn từng chút một, bởi vì một hạt giống nhỏ sẽ tạo ra một kết quả lớn hơn. Vì vậy, thật tốt khi bạn luôn nhớ về cái viết, rồi nó sẽ giúp bạn giữ gìn mối quan hệ của bạn, và rồi luôn cố gắng nhớ rằng nếu bạn có thể trở thành một thí dụ tuyệt vời, nếu bạn có thể tận hưởng mối quan hệ của mình, đó là một mối quan hệ tốt đẹp và tốt đẹp hơn, và rồi sẽ có rất nhiều người hơn nữa, bởi vì mối quan hệ của bạn nó sẽ giúp ích cho họ, và rồi họ sẽ tìm thấy được hy vọng. Họ được truyền cảm hứng, họ được truyền cảm hứng, và có lẽ sẽ là một cuộc đời tốt đẹp hơn nhiều. Bạn có đề nghị gì? Vâng, đầu tiên hết tôi đồng ý với những gì cả Jesse Michael và Stanley đề cập, và lời khuyên của tôi là khi chúng ta cam kết, như điều mà Stanley đã đề cập, đôi khi mọi thứ trở nên tệ đi, và rồi chúng ta gặp những khó khăn, và đôi khi là chúng ta cảm thấy tức giận, nản lòng nữa khi mà mọi thứ trở nên tệ đi. Nhưng mà vào lúc đó, hãy nghĩ rằng có lẽ nhờ vào mối quan hệ này, có phải chúng ta trở thành người tốt hơn không nhỉ? Bạn và người bạn đời của bạn hãy kiểm tra xem có phải các bạn trở nên tử tế hơn, ngọt ngào hơn và yêu thương người khác nhiều hơn, phải không nào? Và chỉ cần nghĩ về việc bằng cách ở bên nhau, cả hai làm cùng với nhau, có nhiều khả năng hơn để giúp đỡ người khác và phục vụ nhiều người hơn. Và rồi bạn sẽ giúp cho chúng tôi có thêm nhiều sự khích lệ hơn nữa, tự tin hơn trong mối quan hệ này. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đang tiến bộ trong mối quan hệ này. Vì vậy, để tóm lại, hãy nghĩ về việc bằng việc ở bên nhau, chúng ta có phải đang giúp đỡ nhiều người hơn không nào? Và rồi nếu là vậy thì mối quan hệ này đang được ngày càng cải thiện hơn đấy. Hay đó, hay đó. Đây là chương trình cho hôm nay và bạn có câu hỏi kế tiếp đó. Và tôi muốn nhắc khán giả của chúng ta, nếu bạn có bất cứ bình luận, ý kiến nào về video ngày hôm nay về mối quan hệ, xin hãy để lại bình luận trên trang Facebook của chúng tôi hoặc kênh YouTube mà chúng tôi đang giới thiệu. Và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nó, chúng tôi chắc chắn sẽ xem nó, chúng tôi cố gắng trả lời một vài bình luận, chúng tôi cũng sẽ cố gắng phản hồi cho bạn. Tôi không giỏi việc đó nhưng tôi sẽ cố gắng. Ok, thầy Jesse Michael, nói thầy sẽ cố gắng, hãy xem câu hỏi kế tiếp cho ngày mai. Đó là Zazi, Z-A-Z-I, Zazi, Zazi từ thành phố Mexico. Chào các bạn, tôi đây là Zazi từ thành phố Mexico. Câu hỏi của tôi là về vấn đề an toàn của phụ nữ. Có vẻ bạn biết ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, và ngay lúc này ở Mexico, chúng tôi đang trải qua một vấn đề lớn hơn về việc bạo lực giới tính. Và tôi biết đây là vấn đề rất nhiều ở đất nước. Tôi nghĩ rằng vấn đề chính ở đây là đã từ lâu phụ nữ đã bị đánh giá thấp. Vì vậy, tôi có hai câu hỏi. Câu đầu tiên, tại sao lại là phụ nữ? Và câu thứ hai là tôi cần gieo trồng hạt giống gì để vấn đề của thành phố biến mất? Cảm ơn.
What seeds do I need to plant? Ok, cảm ơn vì câu hỏi. Wow, câu hỏi lớn. Đó là câu hỏi lớn. Yeah, và chúng tôi hy vọng chúng tôi thể có nhiều thảo luận lần tới hơn. Yeah, hẹn gặp lại bạn lần tới. Tạm biệt. See you next time. Yeah.